24. Chỗ này không sạch sẽ. Đây là đâu? Đây là nhà bếp. Nhà bếp? Các ngươi có ai bằng lòng đi vào xem cùng ta không? Không, đều không dám đi. Vậy ta đi xem một mình, làm phiền đạo trưởng. Mở cửa. Người đâu? Tiểu thư, ngươi thả ta ra. Ta phải tìm cha. Hôm nay lão gia đi vắng, vậy mau gọi Di Nương tới. Bác Di Thái cũng đi vắng. Vậy ngươi lấy đồ ăn cho ta, ta đói rồi. Cô chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị. Nhanh lên. Cô ta thô lỗ như vậy, làm sao lấy được chồng? Ta lấy được chồng hay không, liên quan gì tới ngươi? Là ai vậy? Mau ra đây. Cẩn thận, ta không khách sáo với ngươi. Không phải chứ, sao cô ta có thể nghe thấy? Ai đấy? Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây. Nếu không, ta sẽ không khách sáo. Cô thật sự có thể nghe thấy tiếng của ta à? Có mà. Người đâu? Cứu. Có mà. Cứu với. Mau đến cứu ta. Có mà. Bây giờ cô có thể nhìn thấy ta không? Dễ bị dọa như vậy. Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa. Biết rồi. Cô ấy sao rồi? Bị dọa ngất rồi. Trời ơi, ngươi làm gì vậy? Ta bị quan mà, ta không làm gì hết. Nhưng mà cô ấy có thể nghe thấy ta nói chuyện. Được rồi, ta không quan tâm nhiều như vậy. Mau lên, ngươi không thể bỏ mặt ta ở đây. Ta sẽ bị thiêu cháy. Rốt cuộc, ngươi có muốn đi không? Nếu ngươi muốn đi, thì mau nghĩ cách để bọn họ không phát hiện ra chúng ta. Sao lúc nào cũng là ta? Ngươi là yêu tinh, mau đi đi. Được thôi, được thôi. Ta thất bại trước ngươi. Mau lên, mau lên. Bên này. Mau lên, bên này. Đây là gia đình nhà muội à? Ai cũng to như bò vậy, chạy còn nhanh nữa. Còn cả tiểu tổ tông kia, đúng là trẻ con không làm được việc. Đây mà là che giấu à? Thời gian ngắn như vậy, ta phải trốn ở đâu? Bên kia, được. Hình như bên đó có tiếng của tiểu thư. Kêu cái gì chứ? Muốn dọa chết ta à? Nhanh lên, bên này. Bên kia. Được. Ngươi là ai? Đừng kêu nữa. Còn kêu là thần tiên trên trời cũng khó cứu. Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Nếu nàng không muốn bị cha nàng bắt về, tốt nhất là nàng mau im miệng. Bào nhân. Chàng là bào nhân. Thanh Thanh, vừa nãy ta nghe thấy giọng nói của tiểu thư.
Hai người qua bên đó. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Là ta. Bào nhân chậm thật đấy, lâu thế này mà vẫn chưa về. Đừng nói là thần tiên, yêu tinh bò cũng nhanh hơn hắn. Cho dù thế này cũng phải giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Buồn ngủ quá đi. Quỳnh mau xuống đi. Có gì vào trong rồi nói. Ở trên phố không an toàn. Thanh Thanh, nàng vào giới Nghiêm công tử đi. Vậy con chàng, ta có thể về Trà Viên. Quỳnh đùa cái gì vậy? Về Trà Viên. Chắc chắn bây giờ đang có một đám gia đình và người hóng chuyện đang chờ đó. Hai người xuống trước đi. An toàn vào nhà rồi nói. Ta mặc kệ. Chàng đi đâu ta theo đó. Nếu chàng về Trà Viên, ta cũng về Trà Viên. Lúc nào rồi mà còn gió dữ? Bây giờ có thể nói Bình Hợp Lâu là nơi an toàn nhất. Được rồi, xuống xe. Nào. Vào trong rồi nói. Ta đã chuẩn bị phòng cho hai người. Thanh Thanh. Đi trước đi. Tiền tiểu thư, hai người chịu khó nghỉ ngơi ở đây. Sao lại không vào? Cô Tiền yên tâm, căn phòng này rất sạch sẽ, chưa từng có ai ở. Có thật là chưa từng có ai ở? Đúng. Có lẽ đây là căn phòng yên tĩnh nhất của Bình Hợp Lâu. Chả trách, hình như nó không giống chỗ khác. Ý ta là có cảm giác hơi lạnh lẽo một chút. Hơi... Có thể là không đủ sáng. Lát nữa ta sẽ bảo Thúy Nhi thắp thêm mấy cây đèn. Hơn nữa phòng của Bào công tử ở sát chết phòng cô. Có chuyện gì cô kêu to một tiếng, cô nấy chắc chắn nghe được. Thật không? Tiền tiểu thư nghỉ ngơi trước đi. Ta bảo Thúy Nhi chuẩn bị cơm nước, lát nữa sẽ mang tới cho cô. Làm phiền cô rồi. Sau này chúng ta đừng nói những câu khách sáo nữa. Được. Nhưng mà ta còn có một yêu cầu. Tiểu thư cứ nói. Sau này cô đừng gọi ta là Tiền tiểu thư, gọi ta Thanh Thanh là được. Được. Thanh Thanh cô nương. Là Thanh Thanh. Thanh Thanh. Song Song. Trước đây ta cảm thấy rất có lỗi với cô. Ta không hiểu chuyện, cãi nhau với cô, thành thật xin lỗi. Không sao. Thật ra thì ta phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn ta. Đúng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới thật sự hiểu được thế nào là tình cảm thật. Ta cũng thế. Từ sau khi ta và Bảo Nhân ở bên nhau, ta mới biết thì ra tình yêu đẹp tới như vậy. Cho nên ta mới hiểu tại sao cô và Trung Thư lại ở bên nhau sống chết. Bảo Nhân. Cô và Bảo Nhân. Đúng. Vì ta về nhà nói với cha ta, ta muốn thành thân với Bảo Nhân, mới bị cha ta giam lại.
Nhưng mà ta đã suy nghĩ kỹ, cho dù thế nào ta cũng phải ở bên Bào Nhân. Sau này bốn người chúng ta, ta và Bào Nhân, cô và Trung Thư, chúng ta tìm một nơi bồng lai tiên cảnh, sống cuộc sống chàng làm giường, nàng dệt vải, tốt biết mấy. Cô làm sao vậy? Ta đi xem Thúy Nhi chuẩn bị thức ăn tới đâu rồi. Cô nghỉ ngơi trước đi, lát nữa xuống ăn cơm. Huynh lợi hại thiệt, nhẹ nhàng đưa người đi ra từ phủ Tiền. Huynh cũng không kém, nếu huynh và Song Song không giúp đỡ, bây giờ chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng ngắm trăng. Làm gì có, từ sau khi quen huynh, ta làm hết những chuyện từ nhỏ tới lớn ta không dám làm. Vậy sao? Không chỉ là ta, Thanh Thanh cô nương cũng thay đổi rất nhiều, còn cả Song Nhi. Đúng, lần này Thanh Thanh sống ở đây thật sự làm khó Song Nhi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may Song Song không phải người hẹp hòi, nhưng ta luôn cảm thấy hình như Song Song có tâm sự. Chuyện này, có phải huynh có chuyện gì giấu ta không? Nếu ta nói ra, huynh có còn coi ta là bạn không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta không phải người bạn đạt tiêu chuẩn. Ta không làm được những chuyện đã hứa với huynh. Chuyện trà thuốc à? Ta thấy Song Song đã đỡ hơn nhiều. Khỏi rồi thì không cần ăn nữa. Không phải như vậy. Song Nhi ăn trà thuốc của huynh mới khỏi. Nhưng mà ta nói chuyện huynh hầm canh với cô ấy rồi. Ta không biết nói dối trước mặt cô ấy. Sau khi nghe xong, cô ấy liền khóc, nước mắt còn nhiều hơn nước canh. Nói là phải ra ngoài tìm huynh. Ta biết người cô ấy muốn chờ chính là huynh. Huynh và Nghiêm Phong đều là đầu đất. Nghiêm Phong là ai? Nghiêm Phong là một người bạn cũ trước đây của ta. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bảo Nhân, rốt cuộc huynh thế nào rồi? Tại sao huynh vẫn chưa về? Huynh đã quên ta rồi sao? Tạo nghiệp. Ai? Là ta. Tổ Tông Gia Gia. Tổ Tông Gia Gia, có tin tức gì của Bào Nhân chưa? Quỳnh ấy sao rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đều là ta không tốt. Nếu Quỳnh ấy có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa. Đừng nói bậy. Nó sống rất tốt. Có một vài chuyện buông xuống thì tốt hơn. Buông xuống rồi, cô cũng được giải thoát. Không, ta nhất định phải đợi Bào Nhân trở về. Ta tin Bào Nhân sẽ về tìm ta. Sẽ có một ngày Bào Nhân của ta nhất định sẽ cầm tịnh bình quay về tìm ta. Chuyện này hắn không về nữa đâu. Tại sao? Hắn nhảy xuống từ chỗ này, ta cũng không biết ở đây có gì sai sót. Hắn nhảy xuống tiền đường 800 năm trước rồi, cũng lạ thật. Nơi đó không chỉ có Nghiêm Phong, còn có Thanh Thanh. Thanh Thanh là ai? Thanh Thanh là ai? Không phải, không phải. Thanh Thanh ta nói đến là cô. Không thể nào. Chưa có ai gọi ta như vậy bao giờ. Có lẽ đó là một cô gái khác. Không phải như vậy. Hai người họ ở bên nhau vì cô ta rất giống cô. Bọn họ
Ở bên nhau à? Cái miệng ngu ngốc của ta, ta đã nói gì vậy? Trải qua nhiều chuyện như vậy, hình như bây giờ ta đã hiểu ý trời không thể làm trái. Tất cả giống như định mệnh sắp đặt. Tùy duyên đi. Ta thật sự hy vọng có thể mãi mãi ngồi như thế này, có thể mãi mãi ở bên cạnh chàng giống như vậy. Trước đây ta thấy tất cả những chuyện tỷ tỷ trải qua đều là bất hạnh, nhưng bây giờ ta đã hiểu tất cả những gì tỷ ấy làm đều là xứng đáng. Bởi vì yêu một người thật sự tốt hơn làm thần tiên rất là nhiều. Đúng. Chỉ cầu quyên ương, không cầu tiên. Thanh Nhi, ta đảm bảo với nàng, sau này mỗi năm khi qua trà nở, ta sẽ đi xem mặt trời lặn cùng nàng. Có thật không? Thật. Nhưng mà ta nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Khi ta 70-80 tuổi, nàng vẫn trẻ như vậy. Tới chừng đó ta trở thành ông lão, cho dù lúc đó chàng trở thành một ông lão già nua, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Đủ rồi, nàng đừng nói nữa. Nữ nhân độc ác này, hãy mau nộp mạng. Chàng đã không tin ta, nhất định cho rằng ta là hung thủ, vậy thì hãy lấy mạng ta đi. Chàng lấy đi. Chết đến nơi rồi còn muốn ngụy biện. Thì ra nam nhân trên thế gian này thật sự thiện ác bất phân. Ngay cả thần tiên đến nhân gian cũng vậy. Thanh Nhi, nàng muốn đi đâu? Ta đến từ đâu sẽ về đó. Ta nghĩ nơi này không thuộc về mình. Chả trách chàng không về nữa. Thì ra chàng đã có nữ nhân khác rồi. Tỷ tỷ, muội có lỗi với tỷ. Vì tình cảm nam nữ, hủy đi tịnh bình, không thể cứu tỷ ra khỏi biển lửa. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh sai rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta và Bào Nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Không cứu được tỷ, Tiểu Thanh tình nguyện từ bỏ đạo hạnh. Còn 3 ngày nữa là tới Trung Thu. Tỷ tỷ, muội nhất định sẽ cứu tỷ ra đoàn viên. Bào Nhân, vĩnh biệt. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi, Quỳnh mơ thấy ác mộng à? Sao cô lại ở đây? Đa tạ Quỳnh đã cứu ta. Vừa nãy ta nghe thấy Quỳnh gọi Thanh Nhi. Cô ấy cũng là người 800 năm sau à? Sao cô biết? Ta nhớ lại, lần đầu tiên gặp nhau ở Bình Hợp Lâu, Quỳnh cũng gọi Thanh Thanh như vậy. Nhưng lúc đó Thanh Thanh không quen Quỳnh, nên cô ấy là bạn cũ của Quỳnh có phải không? Cô gái trên bức tranh đó cũng là cô ấy có phải không? Cô ấy mới là người Quỳnh thật sự ghi nhớ trong lòng. Không. Cô, Thanh Thanh, Trung Thư đều là bạn tốt của ta, đều là người ta ghi nhớ. Chỉ là ta đã hứa với Thanh Nhi là sẽ mang Tịnh Bình trở về. Ta nợ cô ấy một lời đảm bảo.
Ta cho Quynh. Sau khi tìm được bức tranh, hãy mau mang nó về. Không, đây là bùa hộ mệnh của cô, ta không thể nhận. Lần trước ta đã phạm sai lầm một lần, cô giữ lại đi, ta không thể hại cô nữa. Quynh yên tâm đi, ta đã uống thuốc trong này rồi. Kiếp nạn trong đời của ta cũng coi như đã qua. Cái bình này đã không còn tác dụng. Tặng cho Quynh cũng coi như làm kỷ niệm. Song song, có rất nhiều người đợi Quynh tới cứu. Quynh cần nó hơn. Bây giờ không tìm được bức tranh, tạm thời ta cũng hết cách. Hay là như vậy, cô giúp ta giữ cái bình này. Khi nào tìm được bức tranh, ta sẽ tới tìm cô. Có được không? Được. Bảo Nhân. Có chuyện à? Ta thấy chàng không xuống ăn cơm, cho nên ta mang chút đồ lên cho chàng. Không có chuyện gì thì ta ra ngoài trước. Song song, cùng ăn đi. Không cần đâu, hai người từ từ ăn. Cô ấy tới làm gì? Không có chuyện gì. Ta đói bụng rồi, mau ăn cơm thôi. Ăn cơm, ăn cơm. Thành Thành, sao con lại không hiểu tấm lòng của cha? Ta không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ con. Lão gia, vào đi. Lão gia, ta vừa đoán là biết chàng ở đây. Sao vậy? Có tin tức của Thanh Thanh rồi à? Chỗ nào cũng tìm rồi, nhưng mà không tìm được. Đứa trẻ Thanh Thanh này bây giờ đang ở đâu? Đây. Cũng không biết nó đã ăn cơm chưa. Đứa trẻ này từ nhỏ đã được chiều chuộng, làm sao chịu được nỗi khổ bên ngoài chứ? Nó biết bên ngoài khổ sẽ về thôi. Nói là như vậy, nhưng từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nó rời khỏi ta. Lão gia, chàng nghĩ thoáng một chút đi. Con gái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Lấy chồng cũng không được lấy cái tên nghèo kiết xác đó. Lão gia, sao vậy? Lão gia, có tin tức của Thanh Thanh rồi à? Không phải, có người cầu kiến. Không gặp, ai cũng không gặp. Lão gia, là Mạnh đại nhân. Truyền bảo quản gia đưa ông ấy đến phòng khách trước. Nói là ta sẽ tới ngay. Dạ. Đã trễ như vậy rồi. Chàng nói xem, Mạnh đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ tới nhà chúng ta. Ta nghĩ ông ta chắc chắn có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao tìm Thanh Thanh về. Những chuyện khác ta không quan tâm. Đại nhân đêm khuya ghé nhà, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Ta nghe nói lệnh ái mất tích, nên đặc biệt tới xem có giúp ích được gì không. Đại nhân nắm bắt tin tức đúng là nhanh nhạy. Con gái của ta vừa mất tích, đại nhân đã biết. Sao rồi, đã tìm được chưa? Tạ ơn đại nhân, vẫn chưa tìm được. Sáng sớm mai ta sẽ phái người đến nha môn đi tìm. Binh lính làm việc sẽ nhanh hơn. Đa tạ đại nhân, ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Sau này chỉ cần đại nhân cần tiền mổ thì xin cứ việc dặn dò. Mời. Nhưng mà chuyện này
Các ngươi lui xuống trước. Dạ. Đại nhân có chuyện gì cứ việc dặn dò. Tiền huynh, sau này không cần khách sáo, ta cũng phải suy nghĩ kỹ mới đến tiền huynh. Ở quận Tiền Đường này cũng chỉ có tiền huynh mới đáng để mạnh mổ tin tưởng. Không dám, không dám. Được đại nhân coi trọng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nghe nói lệnh ái bỏ chạy với một kẻ tên là Bào Nhân. Tin tức của đại nhân đúng là nhanh nhạy thật. Quynh biết Bào Nhân này là ai không? Là ai? Dân đen lừa đảo trên giang hồ. E rằng không đơn giản như vậy. Xin đại nhân nói rõ hơn. Không giấu gì Quynh, ta đã phái người theo dõi hắn từ rất là lâu. Người này có thể liên quan tới vụ án trộm bảo vật của Hoàng Cung. Ý của ngài là một tên trộm? Còn không phải là một tên trộm bình thường. Tên trộm bình thường ai dám vào trong cung trộm đồ? Đúng, đúng vậy. Người này thật là kỳ quặc. Hắn đến Tiền Đường một cách khó hiểu. Hơn nữa, hắn còn có một vài hành động rất kỳ lạ. Bây giờ lại giả mạo làm đạo sĩ bắt cóc con gái ta. Nói như vậy thì chẳng phải con gái ta đang gặp nguy hiểm à? Điểm này thì tiền quân yên tâm. Tuy bây giờ vẫn chưa biết hắn tiếp cận lệnh ái rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng mà trước khi đạt được mục đích, ta nghĩ hắn sẽ không làm hại Thanh Thanh cô nương. Bây giờ đại nhân cần ta làm gì? Quả nhiên tiền quân là người làm chuyện lớn. Không giấu gì quân, chúng tôi muốn bắt Bào Nhân về quy án từ lâu, nhưng mà chứng cứ không đủ, lại thêm người này khá giảo quạt. Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có thể án binh bất động. Lần này Thanh Thanh cô nương bị bắt cóc thật sự là một cơ hội tốt. Chúng ta lấy chuyện này làm cái cớ bắt hắn về quy án, dùng hình ép cung. Nhưng mà con gái ta... Quân yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo sự an toàn của cô ấy. Sau khi việc thành, ta sẽ nêu công lao của huynh với hoàng thượng, phong tước thêm hậu cho huynh. Tiền mổ xin chân thành cảm ơn đại nhân đã coi trọng. Ngài xem, bây giờ ta có thể làm gì cho ngài? Sáng sớm ngày mai, huynh hãy tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Thanh Thanh cô nương. Như vậy, có thể làm chúng lơ là cảnh giác. Rút người của huynh về, không tìm tiếp nữa. Ta sẽ phái người âm thầm điều tra. Dạ được, ta sẽ làm theo lời dạy của đại nhân. Việc quan trọng tuyệt đối không được nói ra ngoài, đặc biệt là thông gia của huynh. Ngài nói Nghiêm Thái Thủ, ông ta rất có thể có liên quan tới chuyện này. Không phải chứ, Nghiêm Thái Thủ lại có liên quan tới trộm. Ta đã nói với huynh, đây không phải là một vụ án trộm cắp bình thường. Phía sau rất có thể có một âm mưu lớn. Quan hệ giữa Nghiêm Trung Thư và Bào Nhân cũng hết sức thân thiết. Chuyện này ta đúng là hồ đồ. Ngài xem, vốn dĩ ta muốn tìm một người tốt cho Thanh Thanh, nhưng mà không ngờ chuyện này. Sau này con gái của ta phải làm sao đây? Tiền huynh cứ yên tâm, nếu chuyện này mà thành công, vị trí thái thủ sẽ là của huynh. Chỉ dựa vào nhan sắc của Thanh Thanh cô nương và tài lực thế lực của huynh, ta thấy tiền đồ của huynh bây giờ đang rất rộng mở. Đa tạ đại nhân đã đề bạc. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta cáo từ trước. Huynh cứ làm mọi chuyện theo như ta dặn dò. Xảy ra chuyện gì, Ngô quản gia sẽ thông báo cho huynh. Dân, mời đại nhân. Đại nhân về sớm như vậy à? Ta đã chuẩn bị đồ ăn đêm. Mời đại nhân. Làm phiền phu nhân. Muộn rồi, ta không làm phiền thêm nữa. Vậy để ta tiễn đại nhân. Xin phu nhân dừng bước, cáo từ. Ngài đi thông thả. Mời. Tiền huynh xin dừng bước, để tránh người khác chú ý. Dạ được, ta không tiễn. Thanh Thanh cô nương không phải con ruột của bác Di Thái à? Đương nhiên không phải. Mẹ của Thanh Thanh đã qua đời từ lâu. Sao vậy? Có vấn đề gì à?
Không có, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Cáo từ. Được rồi, không tiễn nữa. Đại nhân, không ngờ tên địa chủ này lại dễ giải quyết như vậy. Phái người giám sát bác Di Thái, không được để bà ta bất ngờ làm hỏng chuyện. Dạ. Đại nhân, tìm được chưa? Có tin tức. Lý Bổ Đầu vừa nói phát hiện tung tích của Thanh Thanh. Nhanh như vậy à? Thì lạ thiệt, cô ấy lại trốn trong Bình Hợp Lâu. Bình Hợp Lâu, coi như cô ta thông minh. Có tìm thấy bào nhân không? Dạ chưa. Hay là tiểu nhân lập tức phái người thăm dò Bình Hợp Lâu? Đừng, đừng đánh rắn động cỏ. Thanh Thanh không phải là mục tiêu của chúng ta. Phải tìm được bào nhân. Dân, đại nhân, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Bắt cá trong chậu, tủy quả nhiên là đại nhân. Khoan đã, ngươi đến nhà Tiền Vạn Tài, bảo ông ta đi làm. Dân, thuộc hạ sẽ đi ngay. Thanh Nhi, nơi này không an toàn, nàng về phòng đi. Ta vốn tưởng rằng ra ngoài với chàng sẽ có cuộc sống tự do tự tại, không ngờ còn giống như ngồi tù hơn. Nếu chàng thấy ta làm như vậy sẽ liên lụy tới Song Song, thì ta vẫn nên về nhà. E rằng bây giờ nàng muốn về cũng không thể về. Tại sao? Ta vừa ra ngoài nghe ngóng, cha của nàng đã gọi tất cả mọi người về, không tìm nữa. Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Nghe nói ông ấy muốn cắt đứt quan hệ cha con với nàng, không quan tâm tới nàng nữa. Bảo Nhân, chàng đưa ta đi đi. Nàng muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Dù sao ta cũng không còn nhà để về. Nàng đừng nghĩ như vậy. Dù sao ông ấy vẫn là cha của nàng, ông ấy vẫn yêu nàng. Bây giờ ông ấy đang giận. Chờ mọi chuyện qua đi, nàng chân thành nhận lỗi. Giữa cha con không có thù dai. Nhưng mà ông ấy không cho phép chàng tồn tại. Ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, không thuộc về bất kỳ ai. Bây giờ ta cũng không còn chỗ để về. Ta chỉ còn có chàng thôi. Bảo Nhân, hứa với ta đừng bao giờ rời xa ta có được không? Yên tâm đi. Thanh Nhi, ta hứa với nàng, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho nàng. Vậy chúng ta về núi Long Tỉnh. Về núi Long Tỉnh. Đúng, dù sao bây giờ cha ta không tìm chúng ta nữa, chúng ta đừng làm phiền Song Song. Cũng được. Nhưng ta nghĩ có thể sự việc không đơn giản như vậy. Buổi tối ta đi xem tình hình rồi báo cho nàng biết. Song Nhi à, nàng thích cô ấy, sao lại không nói ra? Lại cứ muốn làm váy cưới cho người khác. Trung Thư, sao quên biết? Bao nhiêu năm nay ta còn không hiểu nàng à? Ta xin lỗi.
Người nói xin lỗi phải là ta mới đúng, là ta không trân trọng tình cảm của nàng. Nhưng mà ta không bao giờ từ bỏ, ta sẽ cạnh tranh với anh ấy tới cùng. Ta và chàng ấy, nàng cũng đừng từ bỏ, phải cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình. Cho dù cuối cùng nàng chọn ai, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc, ta sẽ không bao giờ oán hận. Trung Thư, cảm ơn Quynh. Lão gia, đã chuẩn bị xong rồi, bao giờ xuất phát? Chờ thêm một chút nữa. Lão gia, lên núi muộn hơn sẽ gặp nguy hiểm. Đi 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 đi. Dạ. Phu nhân, bây giờ đi à? Vâng. Theo tao qua đây. Nào. Phu nhân, bà có gì dặn dò? Người có chắc tiểu thư không ở núi Long Tỉnh? Tiểu nhân đã phái người đi, nhưng mà không có. Quản gia, những năm nay ta đối xử với ngươi không tệ. Những năm nay lão gia và phu nhân ân nặng như núi. Chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày nay, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi cũng biết rất rõ. Bào nhân tâm địa bất chính, không chỉ hớp hồn tiểu thư, bây giờ lại muốn quỷ hoại tương lai của lão gia. Ý của phu nhân là chỉ cần bào nhân còn sống, chúng ta sẽ không thể nào sống yên. Phu nhân, tiểu nhân đã hiểu, bà cứ dặn dò. Ngươi nghe đây, sau khi gặp được bào nhân thì giết không cần hỏi. Chuyện này ngươi nghĩ xem, nếu bào nhân không chết, tiểu thư sẽ cam tâm tình nguyện trở về à? Chỉ có bào nhân chết đi thì tiểu thư mới từ bỏ. Tiểu nhân đã hiểu. Cẩn thận một chút, không được để lại dấu vết, có hiểu chưa? Vâng, tiểu nhân đã biết. Cái này ngươi vất vả rồi, không được để ai nhìn thấy ngươi ở trên đường. Đa tạ phu nhân. Phu nhân yên tâm, những chuyện này do một mình tiểu nhân làm. Nhanh lên, cẩn thận một chút. Đi, mau, mau lên. Tiểu trà tổ tông, tiểu trà tổ tông, cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi sao? Tìm ta chắc chắn là không có chuyện tốt. Tiểu trà tổ tông, ngươi có nhà không? Ta về rồi. Có lẽ hắn ta thật sự nhớ ta. Không được, mặc kệ. Hắn ta hại ta dính nhiều bột phấn như vậy, đạo hạnh nhiều năm tổn hại không ít, đúng là quá thiệt thòi. Tiểu trà tổ tông, không có nhà thật à? Bức tranh của ta đâu?